Nó kì. Sao con vô thùng đồ của mẹ nằm? Hả? Đang đó kì. Đi ra. Đồ của người ta. Ta đang soạn đồ gì nè. Mà đi vô thùng đồ của người ta nằm à. Con thích cái thùng này hay gì nè. Em đi đây nè. Đi qua đây nè. Qua đây nè. Nằm đỡ đi. Mẹ soạn đồ rồi hả vô. Ta không chịu luôn kìa. Đi. Không chịu. Đi. Nó kia à. Qua đây nè. Đi. 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 Trời đất ơi. Rồi. Chuyển chỗ luôn rồi. Rồi vô đây luôn rồi. Rồi luôn rồi. Rồi. Trời ơi. Gái đứa mặc đồ gách gì nè. Trời gách muốn đứt vô luôn vậy đó. Mày nằm trong cái thùng luôn phải không? Hả? Ồ gái kìa.